Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và hành giả thiền đường đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Quý Mão, tức là thiền thất thứ 8 của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của khóa tu mùa đông ở thiền viện Di Lịch. Như thường lệ, giờ này là giờ giải đáp thắc mắc và chia sẻ công phu. Quý vị nào có điều gì thắc mắc, chúng ta nêu ra cùng chia sẻ. Tổ sư dạy chúng ta khi vào thiền đường thì mình phải công phu, mình phải hành đạo để mà công phu tu hành. Thì trên cái đường hành đạo tu tập của chúng ta thì mình phải chỉnh sửa lại cái sinh hoạt đời sống của thường ngày, cũng như cái thời tiết oi bức như ngày hôm nay ở thiền đường chúng ta. Nếu chúng ta không có cái sự mà chỉnh sửa cho nó thích nghi với cái thời tiết thì chúng ta cảm thấy khi mất điện là nó khó chịu, khi thời tiết tăng nhiệt độ chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Mà nhất như buổi chiều hôm nay, chúng ta quý vị thấy thời tiết hôm nay nó nóng bức hơn lúc bình thường, chắc cũng một vài độ gì đó, rồi lại thêm cúp điện nữa, thành ra chúng ta rất là oi bức. Nếu mà mình không có những cái sự chỉnh sửa cho thích nghi trong cái cơ địa của mình thì mình chịu không nổi. Mà nếu mà mình có cái sự mà khép mình vào trong cái quy củ của thiền môn thì nó có phần khó chịu, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng một chút thì nó cũng lướt qua được trong cái thời gian oi bức trong cả nửa giờ đồng hồ. Thì quý vị thấy nếu mà mình không có cái quy củ mà nó cái khuôn phép để mà nó bảo hộ chúng ta thì vừa oi bức thì theo như thường lệ đó thì mỗi người tự chạy đi kiếm cái chỗ mà có gió, hoặc là chỗ nào mà nó cảm thấy nó thông thoáng hơn một chút, mát mẻ thì tắm hay là đi làm cái gì đó để nó theo cái cảm giác của thân thể của chúng ta. Nhưng mà vì nhờ cái quy củ đó mà chúng ta phải khép mình vào để mà nghiêm túc công phu, mà không có phan duyên theo cái thời gian mà nó bị oi bức hoặc là mất điện như thế. Thì quý vị thấy cái quy củ nó hộ giúp cho chúng ta như vậy đó. Thì rồi nó có, chúng ta có chỉnh sửa được cái thời tiết như nóng nảy như vậy không?
Thì cái thời tiết nóng thì nó cứ nóng tự nhiên, nhưng mà chúng ta sống trong cái sự mà chịu đựng, nó cũng có phần quen quen thuộc trong đó. Nhờ cái sự mà công phu, mà cũng nhờ cái sự mà cái quy củ bảo hộ cho mình. Có công phu, có quy củ nó khép mình trong đó, thì chúng ta mới lướt qua được. Chứ nếu không có cái quy củ thì chúng ta không lướt qua nổi. Mà nếu không có quy củ như vậy thì làm sao mà chỉnh sửa cho cái quay nghi của chúng ta được. Đó. Nhờ vậy mà chỉ trong cái một nửa giờ đồng hồ thôi, nhưng mà cũng cảm thấy chúng ta có phần nghiêm túc để mà chịu được cái sự oi bức của thời tiết, của cái sự mất điện mà vẫn được yên tĩnh công phu một cách nó bình thường. Thì một chút đó thôi cũng để thấy được á, cái sự cố gắng mà chịu đựng của cái thời gian oi bức như vậy. Thì chưa nói đến cái chỗ mà nó khó khăn hơn nữa, nó còn nhiều cái gia duyên nó mà tiếp xúc những cái thời tiết, cũng như cái những cái sự mà gia chạm trong cái sinh hoạt của đời thường, mà nó có nhiều cái sự cố mà do mình không có quen, rồi không có chịu đựng được, hoặc là mình không có cách để mà mình hóa giải nó được, thành ra rồi mình phải chịu cái sự mà bất xúc, rồi nó phát khởi cái tâm phiền não nó trỗi lên, làm cho chúng ta phải khổ sở vì cái cảnh duyên mà bên ngoài nó tác động. Cho nên cái chỗ này, qua một cái thời lượng có một chút đó mà quý vị thấy được á, cái quy củ nó giúp cho chúng ta thành tựu được cái hạnh kham nhẫn như thế. À, cái đó là cái sự cái hạnh mà kham nhẫn này, đó là cái bước đầu để cho chúng ta thấy được mình có cái chỉnh sửa được một chút xíu trong cái thân tướng của mình, chịu đựng được với cái thời gian mà nó oi bức mà mình đã lướt qua được. Mình vẫn công phu một cách bình thường, mình không có cảm thấy là phải khó chịu. À, mà giả sử nó có khó chịu đi nữa, mình cũng nhờ cái công phu mà nó lướt qua được cái oi bức này. Quý vị thấy ngày xưa đó, Đức Phật cũng muốn tạo cho chúng tăng một cái cảnh này. Cái cảnh mà Đức Phật đến một cái mùa hạ, đi đến một cái làng mà hạn hán, đến độ mà nước uống cũng, nước tắm giặt cũng thiếu, mà rau cỏ tươi cũng thiếu, vì hạn hán lâu quá rồi, rau tươi cũng không còn, mà nhận đến nước tắm giặt cũng thiếu thốn, rồi cái thực phẩm nó cũng thiếu luôn. Mà Đức Phật phải chọn cái trụ điểm này để cho chúng tăng an cư thiết hạ trong 3 tháng. Cho nên á, cái sự thiếu thốn oi bức như vậy đó, mà Đức Phật để cho chúng tăng phải chịu khó 3 tháng này. Vì vậy mà quý vị thấy bây giờ mình mới thấy được á, cái giới luật mà cũng như cái oai nghi mà Đức Phật chế cho người đệ tử Phật mà phải áp dụng trong cái đời sống thường ngày, thì nó mỗi cái đều nó rất là nghiêm túc,
mà Đức Phật cũng có cái chỗ dùng cái phương tiện để mà cho cái đời sống của chúng tăng thời bây giờ nè. Chẳng hạn như Đức Phật phải dùng cái lúa mạch, tức là lúa của ngựa ăn đó, để mà ăn cho sống qua ngày. Rồi uống nước thì uống cái nước đục, chứ cũng không có nước trong để mà dùng nữa. Mà Đức Phật còn phải chế ra phải nửa tháng mới tắm giặt một lần. Quý vị thấy Đức Phật muốn điều luyện một cái hạnh kham nhẫn cho chúng tăng cỡ đó đó. Còn mà tạm dùng cái thực đơn á, như là ngũ tịnh nhục đó, và những cái loại thịt mà cái con vật nó đói quá nó chết, hoặc là nó già quá nó chết, hoặc là cái con vật khác bắt nó mà ăn mà còn thừa lại, ăn không hết còn thừa lại đó, hoặc là cái người ta giết để người ta ăn, mà chứ không phải mà giết cho chúng tăng ăn, hoặc là cái con vật đó nó người ta giết để ăn mà mình không có nghe cái tiếng nó kêu la than quán. Đó là năm cái loại thịt như thế để Đức Phật cho chúng tạm dùng để mà qua cái cơn nguy khó của hạn hán này. Rồi sau khi mà mưa gió thuận hòa thì rau cỏ xanh tươi, thì Đức Phật lại chế ra cái giới không được giết hại chúng sanh, mà cũng không nên ăn thịt của chúng sanh nữa. Đó là cái chỗ này. Mà khi á, mưa gió thuận hòa rồi, rau cỏ nó mọc lại xinh tươi từ rồi á, Đức Phật lại đi đến cái trụ xứ khác, không ở chỗ này nữa. Thì quý vị thấy Đức Phật muốn tạo cái cảnh đó để cho cái chúng phải kham nhẫn mà chịu khó để mà công phu tu tập. Cho nên cái người hành giả chúng ta mà mình có cái kham nhẫn được, mình có cái sự chịu khó được, thì mỗi cái thời tiết khắc nghiệt chúng ta cũng có sức để mà mình chịu đựng, để mà mình hóa giải cái nóng nhiệt đó, mà do cái nhờ cái công phu mà mình lướt qua được, mình lướt qua được cái thời tiết khắc nghiệt này. Thì như vậy chúng ta phải tập cho nó tự tập cái cho nó quen thuộc cái lối sống của mình để mà tiếp xúc với cái thời tiết nhân duyên khắc nghiệt đó. Chúng ta đến cái chỗ lạnh thì mình cũng phải thích nghi với cái lạnh, mà đến cái chỗ nóng mình cũng phải thích nghi với cái nóng, để mà mình có cái sự chịu đựng, có cái sự kham nhẫn chịu đựng để mà vượt qua những cái khó khăn này. Chứ còn nếu mà bất ngờ mà mình đối diện với một cái sự nóng quá cao, mình cũng không có chịu nổi, bởi vì mình không có cái sự kham nhẫn chịu đựng mà tu tập hàng ngày. Thì khi mà nó đến như vậy đó thì mình chịu không có nổi. Chẳng hạn như tại sao mà cái đường lối thực hành tham tổ sư thiền đó, hòa thượng thiền sư có dạy chúng ta đó, cái bước đầu tiên là phải phá ngã chấp. Cái phá ngã chấp đó để cho chúng ta làm quen được với cái sức chịu đựng, và cái thấy được cái chướng duyên đó mà mình phải hóa giải nó để mình lướt qua được. Chứ còn cái chuyện thị phi ở trên đời này, đúng với sai thì nó muôn trùng, mà sức đâu mà mình cãi giả với người ta. Nếu mà mình không có cái sự tu tập, mình không có hóa giải nó được,
thì cứ phân bua với thế gian này thì hết giờ hết ngày chứ cũng không có hết việc. Vì ở thế gian này mà mình phân bua cái chuyện đúng sai tốt xấu khen chê như vậy đó thì hết ngày thôi, chứ còn cái công việc đó nó không bao giờ hết với chúng ta đâu. Vì thế mà hành giả chúng ta khi mình ở thiên đường mà có những cái hoàn cảnh, cái những cái công việc nó diễn xuất tiếp cận với mình thì mình phải khéo cái chỗ này. Cái thứ nhất là mình phải đúng sai gì cứ để đó, cứ đề công phu cái đã, rồi cái từ từ á mình hóa giải nó được thì mình thì nó lướt qua, nó rất là nhẹ nhàng. Còn mình phân bua thì nó chỉ tranh cãi thôi, chứ không có làm sao mà nó hiểu nổi cái chỗ đúng sai này, khó lắm. Bởi vì Hòa Thượng Thiền Sư có kể cái câu chuyện á, cái con rùa biển bất thình lình nó đi qua cái giếng, nó gớt dưới đó, rồi con rùa giếng hỏi chứ anh ở đâu đến, nó ở ngoài biển á, hỏi cái biển nó như thế nào, nó rùa biển nói lớn lắm, hỏi lớn bao nhiêu, lớn là như thế ra sao, thì con rùa giờ nó cũng không biết lớn bao nhiêu nữa, nó lớn lắm thôi chứ nó không biết lớn bao nhiêu hết á. Rùa biển nó phân ra mà nó bơi hết sức rồi nó hỏi chứ một phần ba cái giếng à, nó hỏi cỡ này không, nó lớn hơn nhiều, nhà lớn bao nhiêu, hai phần ba nó cũng chưa phải nữa, cũng còn lớn hơn nhiều, nghĩa là hết cái giếng này rồi mà không thể được, mà nó còn lớn hết cái giếng luôn cũng chưa đủ nữa, nó còn lớn hơn nhiều nữa, hơn cái giếng nhiều. Rùa giếng nó không tin, nó cứ cãi miết à. Thì quý vị thấy khi nào con rùa giếng mà nó được chứng kiến cái biển như con rùa biển thì tự nó biết thôi, chứ giờ con rùa biển mà giải thích cỡ nào rùa giếng cũng không thể hiểu được. Chính vì thế mà cái việc trong cái cuộc sống của chúng ta đây nó cũng có nhiều cái cảnh nó cũng tương tự như vậy. Mình không thể nào mà nói hết được cái chỗ mà mình muốn nói, mà mình cũng không làm sao để cho người ta hiểu được cái lời nói của mình, không thể hiểu được. Chính vì cái chỗ đó đó mà quý vị phải có cái sức công phu mà mình phải kham nhẫn để mà mình hóa giải những cái mà nó chướng duyên gai mắt của mình. Chứ còn nếu mà ngay chỗ đó mà mình sanh cái niệm phiền não thì tự mình hại mình, chứ cũng không có lợi ích cho ai hết. Người ta nói mà mình phiền não thì mình khổ, mà mình khổ người ta cũng đâu có vui. Mình bực bội mà mình khổ mình, mà người ta cũng chẳng vui được. Cho nên phải có cái chỗ công phu nó mới hóa giải được cái chỗ này thôi. Cho nên cái niệm mà kham nhẫn để mà hành đạo tu tập thì cái việc này hành giả chúng ta phải suy gẫm cho nó sâu xa cho thấu đáo, rồi mình mới có cái công phu tu tập nó mới vững được. Giờ này giờ chia sẻ dạy công phu, quý vị nào có điều gì thắc mắc thì nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Bởi vì Ngài Lai Quả có nói
Nếu mà chúng ta niệm niệm chúng sanh thì nó khổ lắm. Mà mình phát được cái niệm Bồ Đề thì gieo cái nhân Phật. Mà mình phát khởi cái niệm sát hại, trộm cắp, dâm dật thì đó là cái niệm mà nó cái nhân, nó gieo cái nhân địa ngục ngạ quỷ, nó là súc sanh. Quý vị thấy không? Cũng một cái niệm đó, mà cái niệm chúng sanh thì khổ, mà cái niệm phát tâm Bồ Đề thì gieo cái nhân Phật, mà cái niệm sát đạo dâm thì gieo cái nhân địa ngục súc sanh. Đó, cũng một cái niệm thôi mà tại sao mà nó phải nó muôn trùng xa biệt như vậy? Hành giả chúng ta niệm tham thiền, niệm cái câu thoại đầu để chúng ta tham cứu, đó là gieo cái nhân Phật. Mà nó lệch mất cái câu thoại đầu, niệm tham dục đạo trộm cắp thì giết hại, thì cái nhân khác rồi, nó không còn cái nhân Phật được nữa. Với cái nhân Phật đó bị làm ố rồi, lu mờ. Mà niệm chúng sanh thì khổ hải vô biên. Quý vị thấy không? Cũng một cái niệm thôi mà Ngài Lai Quả nói chỗ này đáng sợ như thế. Quý vị nào có điều gì thắc mắc thì nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Cô Ngọc Mai có cái gì chia sẻ với đại chúng? Thấy cái vấn đề chia sẻ thì thực sự ra thì hôm nay con không có cái gì gọi là cần có gì thắc mắc, nhưng mà con muốn chia sẻ hồi nãy như hòa thượng nói là những cái thế sự ở ngoài á, thì bây giờ ai cũng biết là thế giới cũng đang có những cái thay đổi, như là trời đất nó không có tứ đại, nó không có điều hòa thì xảy ra bao nhiêu cái đất nước gió lửa, rồi các cái thiên tai nó xảy ra và cả cái nhân họa xảy ra. Cái đó là cái ở ngoài còn có thể giải quyết được. Con nghĩ rằng là nếu mà có cái gì mà ở trong tập khí của mình mà nó nổi lên cái đất nước gió lửa thì lúc đó không biết phải giải quyết như thế nào. Ví dụ cái tâm sân si, xong rồi cái lửa vô minh mà nó cháy lên cái là tự thiêu chết mình, còn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người đàn, mọi người xung quanh mình. Cho nên con nghĩ rằng là cũng chỉ có cái câu thoại đầu thôi, thưa. Thì khi mà câu thoại đầu nó chỉ một câu, nó có thể bớt đi nhiều cái, cho dù chưa đi đến cái thoại đầu, nhưng mà trong cái lúc quá trình mà tu tập như vậy thì bao nhiêu thứ nó đến gần mình nó cũng sẽ hóa giải luôn, không cần mình khởi tâm hóa giải mà tự nó đã hóa giải rồi. Tại vì đâu có cái gì gọi là thực tế đâu, mà nó chỉ là những cái sự ràng buộc của chính tâm mình, ràng buộc chính mình thôi, không phải ai khác. Cho nên là
cũng hy vọng là tất cả hành giả chúng ta cũng như có thể niệm niệm cái câu thoại đầu, thì niệm niệm hóa giải biết bao nhiêu cái vấn đề thiện ác, kể cả nhân quả, thì nó cũng sẽ đem lại cái trước mắt là nó cứ giữ được cái sự bình yên để tu học à. À, đúng vậy đó. Bởi vì cái đây là hòa thượng thiền sư lúc trên tiền cũng thường nhắc đi nhắc lại cái chỗ này rất là kỹ. Bởi vì cái câu thoại đầu đó rồi nó đầy đủ hết tất cả, nó bao gồm cả cái tam vô lậu học luôn đấy à, chứ không phải chuyện nhỏ đâu à. Vì vậy mà chúng ta có cái sức kham nhẫn mà để mà đề cái câu thoại mà nỗ lực công phu tu tập thì mọi việc nó quá giải được, nó lướt qua nhẹ lắm. Còn nếu mà mình không để mất câu thoại đầu mà phân bua giải thích mà để mà tranh cãi với người ta thì mỗi ngày nó mỗi lớn chuyện, sanh ra phiền não rồi đau buồn, mà nhận đến là nó thiệt hại nhiều hơn nữa. Vì vậy mà hành giả chúng ta có cái duyên để mà đến được thiền đường thì mình cố gắng công phu để mà nó tăng trưởng được cái đạo hạnh cho chính mình. Nhưng mà khi sự cố xảy ra nó dễ lướt qua lắm. Chứ còn á, mình để khi mà bất giác mà nó mất đi cái câu thoại đầu thì cái việc biến chuyển trong cuộc sống này nó sanh khởi nhiều thứ mình không thể nào mà giải thích hết được. Do đó mà cái nguồn gốc của sanh tử khổ đau này mới là đáng sợ. Vì mình nói đây là nói đến cái nguồn gốc của sanh tử, chứ không phải nói cái chuyện mà sợ chết tức thời. Mình chết thì đương nhiên là phải sợ rồi, nhưng mà cái sợ đó chỉ sợ cái ngọn ngành thôi. Cái nguồn gốc của sanh tử này từ cái kiếp trước kiếp này rồi kiếp sau, muôn là triệu kiếp trước muôn triệu kiếp sau, mình không có thể nào mà mình thấu hiểu được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà cần phải thống thiết. Bởi vì tham thiền không có bí quyết, mà chỉ cần sanh tử thiết là như vậy đó. Cái sanh tử thiết ở đây là nói về cái nguồn gốc của sanh tử khổ đau này nè. Nó muôn triệu kiếp trước rồi muôn triệu kiếp sau, nếu mà mình chưa ngộ đạo thì cứ trôi lăn mãi trong sanh tử này, không biết bao giờ mà dứt được. Mà mình không rõ được nó thì cứ bị nó vùi dập trong khổ đau không dừng. Thưa quý vị, thấy cái chỗ đó nó mới đáng sợ. Mà khẩn thiết là khẩn thiết cái chỗ này nè, để làm sao mà mình tỏ ngộ được cái chỗ đó. Mình ngộ được cái chỗ này thì nó mới dứt được cái khổ đau sanh tử. Còn mình chưa ngộ được thì cứ chìm đắm người trôi lăn trong sanh tử không biết bao giờ. Cho nên tổ sư mới nói là tham thiền không có bí quyết, chỉ cần cái sanh tử thiết thì thiết cái chỗ này. Nếu mà chúng ta thiết cái chỗ này thì chúng ta mới có cơ hội dứt được. Còn mình sợ chết, mình sợ cũng chết chứ bộ mình sợ rồi mình thoát chết được sao? Mà cái người không sợ mà rồi họ sống được đời sao? Không sợ cũng chết, sợ cũng chết. Mà chúng ta phải làm sao mà liễu được cái chỗ này, liễu được cái nguồn gốc của sanh tử đó, khẩn thiết cái chỗ đó để công phu thì nó mới mà hóa giải cái nỗi khổ đau của mình trong kiếp này kiếp trước mà vô lượng kiếp về sau. Cho nên tổ sư thì thấy rõ được cái chỗ này, cho nên các ngài nói một câu rất là gọn: tham thiền thì nó khó lắm, vì nói
nó ngộ được cái bản tâm thì nó vô hình vô tướng, đâu có nói sao cho hết được. Mà nó chỉ thì cũng không biết chỗ nào để chỉ, chỉ có chỗ cái chỗ mà mình sanh tử thiết thôi. Nếu mà mình thiết gì sanh tử thì mình quá giải được cái chỗ này thì công phu khẩn thiết, thì mình có cơ duyên để ngộ thì mới chấm dứt được khổ đau thôi, mới chấm dứt cái sanh tử này là vậy đó. Bởi vì cái người phàm phu á, nó cái nghiệp mà gọi là chấp ngã của chúng sanh nó nặng lắm. Nói gì thì nói chứ rồi nó không thể nào mà nó bỏ cái ngã chấp dễ đâu. Khó lắm, gọi là di tế mà. Nó ở trong cái di tế đó, bình thường thì mình không thấy, mà khi sự việc nó xảy ra rồi, chạm tới rồi, nó bùng bùng, nó bốc lên, mà mình không có kiềm chế nổi đó, thì nó mới có sự cố. Là khi mà anh em sát hại nhau mà nhận đến bạn bè cũng sát hại nhau, mà rồi nước này nước kia sát hại nhau bởi vì cái ngã chấp đó đó, rồi nó mới sanh ra cái sự nóng giận, mà nó mới đi đến cái chỗ mà lớn lời, rồi nó mới đến cái chỗ mà giết hại lẫn nhau. Thì giờ trên thế gian này, ở thế giới này quý vị thấy rồi đó, nước này đánh nước kia đánh nước nọ, đánh chết quá trời quá đất luôn, là cũng vậy. Vì cái chỗ mà cái ngã chấp mà không có quá giải được, rồi nó đi đến cái chỗ mà ấu đả, mà nó giết hại lẫn nhau là như thế. Cho nên chúng ta có được cái cơ duyên mình tham thiền, thì bây giờ mình cố gắng để mà tinh tiến công phu, để sớm được khai ngộ thì nó mới chấm dứt được cái khổ sanh tử tầm lung. Chứ còn bằng không á, thì cái chuyện mà sanh tử trôi lăn trong thế gian này thì không làm sao mà dừng nghỉ được hết. Cái chuyện này không thể nào mà nói cho hết được cái chỗ này đâu. Thôi bây giờ cái giờ chia sẻ công phu nó đến đây cũng mãn, thì tất cả hành giả chúng ta hướng tâm đề khởi câu thoại đầu: tham khởi hương